Cô chịu cái tên này không con? Trời ơi, cậu ba, cậu ba có sao không? Sao trong cái gì? Xuống bắt con gà cho tao. Dạ. Trời, nhanh. Dạ thưa cậu ba, con xuống không được. Mày giỡn với tao hả mày? Dạ con không dám giỡn mặt với cậu ba mà con xuống không được thiệt mà. Vậy tại, tại sao nãy mày leo lên được? Dạ nãy con leo lên được mà bây giờ con xuống không có được. Cậu ba giúp con đi. Xuống nhanh. Đưa cái chân xuống. Dạ. Xin lỗi cái gì? Đi bắt con gà cho tao. Con gà? Nhanh. Dạ. Dạ. Đứng lại. Gà ơi mày đứng lại đi. Ê gà ơi, đứng lại. Công việc thì đăng đăng đê đê, không có ai làm. Nghĩ sao con bệnh suốt ngày nó ở không, đi chơi với con gà. Bực mình. Thầy ghét. Ơ. Hiểm. Cái gì? Gánh nước ngày nào cũng nghe bà lèm bèm câu này hoài, bộ không thấy chán hả? Kệ tôi. Ủa, mà sao không lo làm đi? Đứng đây nhiều chuyện hả? Tôi mét mợ hai đánh đòn bây giờ á. Xí, chấp luôn á. Hở có mét mét hả? Tôi gánh đầy nước rồi. Mét thì mét đi. Đồ bà chằn. Cái gì? Nói ai bà chằn? Chằn nè. Chằn. Ông đặt nha. Ước cậu chằn hả? Mày làm cái gì vậy? Dạ cô ba. Việc nhà ít quá mà sanh rảnh rỗi hả mày? Dạ con không có. Mày nói không có. Chính mắt tao thấy rành rành mà mày nói không có. Vậy là tao đơm đặt cho mày hả mày? Dạ không. Im đi. Xin lỗi cô ba đi, còn nói gì nữa. Cô ba. Cô ba. Con Bình nó làm gì con gà quý của cô ba kìa. Dạ. 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 Con gà của cậu. Con gà sao? Dạ nó không có sao hết. Dạ nó chỉ bị lõi giò thôi hả? Dạ. Mày làm cái gì vậy? Mình ơi, mình làm gì con gà vậy? Dạ, anh giữ giúp em đi. Dạ, cậu ba, con biết là tội của con khó tha. Cậu ba đánh con đi. Cậu ba đánh đi. Chịu nói gì ngày mai, bỏ đứa đi cho tao. Tội này đáng ra phải nhốt vô lẫm lúa, bỏ đói 3 ngày mới đúng chứ.
Cậu ba, con Bình nó làm gì con gà quý của cậu ba kìa? Dạ con gà của cậu. Con gà sao? Dạ nó không có sao hết. Dạ nó chỉ bị lõi giò thôi hả? Ăn hại hết thằng lưng tới con Bình, dám hại con gà của tao, tưởng tao không dám làm gì mày sao? Gà ngoan nha, để chị bó thuốc cho em mau lành nha. Tội nghiệp quá à. Chắc em đau lắm phải không? Chị bó thuốc cho em á. Thương em quá à. Để chị ôm cho em nằm ngủ nha. Thì ra nó không giống như thằng Lưng. Không phải vì ghét mình mà trả thù lên con gà. Cậu ba đi đâu vậy? Con tưởng ăn trộm. Tao xuống tao đánh đòn mày chứ làm gì? Dạ. Mày tưởng vậy là êm hả mày? Dạ con biết là cậu ba chưa có bỏ qua cho con, nhưng mà con không nghĩ là đêm hôm khuya khoắt như vậy cậu ba còn đi kiếm con đánh đòn. Mà khoan, để con cho con gà vô lòng đó, chứ nó mới vừa bị lọi giò nó còn đau lắm cậu ba. Cậu ba chờ con nghe. Cậu ba muốn trừng phạt con sao con cũng nghe hết á, nhưng mà có điều này con xin cậu ba được không? Điều gì? Dạ cậu ba có đánh con á, cậu ba đánh nương tay được không? Con chưa muốn chết giống anh Lân đâu. Đã tao dựng lên rồi làm sao tao đánh nương tay được? Thì bây giờ con làm cái này cho cậu ba bớt giận rồi cậu ba đánh con. Mày định làm gì cho tao bớt giận đi? Dạ con. À con hát được không cậu ba? Hát hả? Dạ. Cũng còn tùy. Nhưng mà nè, hát hay hay hát dở có làm cho tao vui lên được không? Dạ con có bài này nè, con chưa hát bao giờ hết. Hôm nay con hát cho cậu ba nghe nha. Ừ. Âu ơ, dí dầu, cậu ba ơi, đừng đánh con đau. Để con bắt ông hái rau cậu nhờ. Cậu ba đừng đánh con thờ, để con hát bồi nhờ. Âu ơ, để con hát bồi làm đào cho cậu ba con. Cậu ba, con hát bài này làm cậu buồn ngủ hả?
Nhưng mà nè. Dạ. Tao buồn ngủ chứ tao vẫn đánh đòn được đó nha. Dạ. Vậy thôi cậu ba đánh đi, rồi cậu ba về phòng ngủ đi, chứ ở đây dơ dữ lắm. Đứng thẳng lên. Dạ. Bây giờ mày có muốn tao tha không? Dạ muốn, dạ muốn. Mày phải làm theo lời của tao thì tao sẽ tha cho mày. Dạ, cậu ba muốn con làm gì con cũng làm hết á. Lên phòng hát cho tao ngủ. Hả? Cậu ba nói gì vậy? Tao nói là mày lên phòng hát tru cho tao ngủ. Bộ mày điếc hả? Dạ con không có điếc. Nhưng mà con thấy là cậu ba già đầu vậy rồi mà còn đòi hát ru, con thấy. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ mày muốn lên phòng tao hát tru cho tao ngủ hay là 100 rồi? Ừ? Dạ. Mày muốn cái nào? Mày muốn sao? Dạ, dạ con muốn hát ru. Dạ. Vậy thì đi. Đi liền hả cậu ba? Dạ dạ con đi liền. Con đi liền mà. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi buổi tối mày phải hát ru cho tao ngủ. Chỉ vậy thôi hả cậu ba? Phải. Chỉ cần mày làm cho tao ngủ được thì coi như là mày xong chuyện. Tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ ợt. Ru người khác ngủ là nghề của con mà. Ru tao ngủ không có dễ đâu đó. Dạ chuyện này thì con không quá sợ. Tại vì hồi nhỏ con chuyên gia đi giữ em bé cho người ta. Dù đứa con nít nào khó ngủ tới đâu á thì con hát mấy câu thôi là nó lăn đùng ra ngủ khò khò luôn. Để tao coi. Đừng có nói trước. Dạ. Vậy thì cậu ba cứ thử đi. Con ru một hồi á, thế nào cậu ba cũng ngủ liền à. À, nếu như mày có thể làm cho tao ngủ trong vòng 15 phút, tao sẽ xóa cho mày cái tội làm bị thương con gà. Thiệt hả cậu ba? Nếu vậy á, con ru cậu ba ngủ liền nghe. Cậu ba cứ nằm xuống đi, con ru cậu ba ngủ. À mà khoan. Dạ. Nếu như quá 15 phút mà tao chưa ngủ được thì 100 trôi vẫn còn nguyên. Ừ. Dạ con biết rồi. Cậu ba, cậu ba đợi con chút nha. Còn có bí quyết á. Mình đang làm cái gì vậy trời? Chắc tại mất ngủ lâu quá, chắc bị điên rồi. Nhưng mà không ngủ được, có đứa để mình hành hạ cũng vui. Dạ con xong rồi nè cậu ba. Mày tính làm gì? Dạ thì bây giờ cậu ba cứ nằm xuống nhắm mắt lại đi. Đứng đó quạt sầu mát. Ngồi. Dạ. Lên giường đi. Trắng
cánh trở. Đôi ta cánh trở về đây. Anh nè, đưa đây em lặt rau cho. Thôi thôi thôi, tôi làm được rồi. Bình kiếm việc khác làm đi. Mà ở đây không có gì cho Bình làm đâu. Chị. Dì Bảy. Dì con. Có gì cho con phụ không? Sáng giờ con không có mận gì. Con thấy tay chân mình thừa thải quá. Con muốn phụ dì phải không? Dạ. Vậy con lấy cái nồi này đi ra ngoài múc vô cho dì nồi nước để nấu khoai. Dạ. Ừ. Đây nè dì Bảy. Ờ được rồi, tốt. Vậy sẵn đây á, con ra con ôm mớ củi vô đây cho dì luôn đi. Dạ. Ừ. Dì Bảy. Cái gì? Không phải là con ghét bỏ gì chị Bình hết á, nhưng mà con muốn nhắc cho dì nhớ là chị đang đắc tội với cậu ba, thiếu cậu tới 100 roi lận đó. Lát nữa mà cậu xuống mà cậu thấy á, là dì bị liên lụy luôn đó. Con nhỏ này. Đúng rồi đó, con Bình á, nó là sao chổi, ai mà dính tới nó là sẽ bị liên lụy. Đúng rồi đó dì. Thì ra mọi người không cho em phụ á, là vì lý do này á hả? Mà mọi người đừng có lo, 100 roi của cậu ba á, em đã trả hết hồi tối hôm qua rồi. Hả? Cái gì? Thiệt hả con? Dạ. Nè mày đừng có xạo mày. Xưa giờ cậu ba mày đánh đòn hả? Không chết thì cũng tan xương nát thịt, có đâu mà lành lặn trở về như vậy. Em nói thiệt mà. Hiểm. Dạ cậu ba. Cậu ba. Ý mày nói tao là hạng người độc ác chứ gì? Dạ không cậu ba, tại vì con Bình nó nói láo. Nó kêu là nó trả xong 100 roi cho cậu ba rồi, cho nên con mới... Bình. Dạ. Đại biểu. Dạ. Dạ cậu ba. Đem gà này nhổ lông nấu cháo đi. Sao lại nấu cháo vậy cậu ba? Con gà này là con gà quý của cậu ba mà. Con gà này bị gãy chân đứt cửa rồi đâu có đá được đâu. Ủa, mà mày sanh cái tật dám cãi lời từ khi nào vậy mày? Dạ con... Biểu nấu thì nấu đi. Dạ nhưng mà con thấy nó tội nghiệp quá, con không dám cắt cổ nó. Thì nếu mày không dám làm thì kêu con Hiểm nó làm. Nấu cháo xong đem cho cái đám ngỡ ăn hết đi. Dạ. Ê, mọi người nghe gì không? Cậu ba kêu nấu cháo gà cho tụi mình ăn đó. Hôm nay mình có cháo gà ăn rồi, vui quá ha. Mừng quá. Ê mọi người thấy có gì lạ không? Con gà quý của cậu ba mà bây giờ đem ra nấu cháo cho mọi người ăn, rồi không có phạt tội em Bình nữa là sao ta? Em đã nói rồi, tội của em á, em đã trả hết cho cậu ba hồi tối hôm qua rồi mà. Em nói thiệt. Còn bây giờ em đi mần gà cho mọi người ăn ha. Dạ dạ, cảm ơn. Tôi đây. Mày không nghe cậu ba nói là để tao mần hả? Chị mần cũng được. Vậy em giặt đồ phụ chị nha. Không cần. Em Bình, Hiểm nó không cần giúp đỡ gì đâu. Em qua đây, qua đây. Qua đây phụ anh. Dạ. Phụ tôi lặt rau nữa nè. Dạ. Để em phụ anh Lũ, xong rồi em qua em phụ. Ừ. Hôm nay em rảnh nguyên ngày mà, em sẽ phụ mọi người. Nhớ nghe. Dạ, được lắm rồi. Mà lại còn rất đẹp trai nữa. Tôi đi nha. Dạ. Chúc cậu ba gặp được người ưng mắt. Có cái chuyện này thiệt hả? Dạ thiệt. Công lý nào ta? Mới đầu con nghe con cũng thấy khó tin như má vậy đó, cho nên con mới bỏ công ra rình mò đấy nè. Thiệt đó má, chú bà đối xử dễ dãi với con mình lắm. Chuyện con gà đó, gặp người khác là bị đòn nát thay rồi. Mà má coi, con mình nó nhỡn nhơ ra đó, có bị roi não đâu. Mà má, con còn thấy mỗi đêm chú ba còn kêu con mình vô phòng hát rồi cho chú ba ngủ nữa đó. Chuyện này á thì má biết rồi. Chồng con á nói là
tại thằng Nhi nó đi nước ngoài về, cho nên nó là trái múi giờ gì đó, nó ngủ không được. Nó mới kêu con Bình qua hát luôn cho nó dễ ngủ vậy thôi, hiểu chưa? Nhưng mà trai gái gần nhau, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Chị kêu con Sen nó pha trà. Ủa, chị Hương à, không phải hôm trước mình đã hẹn trước rồi cho hai cháu nó được coi mắt nhau mà, chị quên rồi sao? Không phải tôi quên, nhưng mà con Liên nhà tôi nó không có dám ra. Sao lại không dám ra? Gia đình chị chỉ là tá điền của tôi thôi mà. Tại vì nó nghe mọi người đồn đại tính khí cậu ba của chị nó không được tốt, e thất thố điều gì rồi lại dẫn tới chuyện không hay, nên nó tránh mặt thì tốt hơn. Chị Hương quản, chị nói vậy là ý gì? Không phải là từ chối khéo thằng con tôi đó chứ? Chị muốn hiểu sao cũng được, cứ cho là con Liên sợ thất thố, phạm lỗi với cậu ba đây cũng phải. Mà từ chối khéo cũng không sai. Chị hỏi à, chỗ chị em thân tình quen biết lâu năm, tôi thật có lời khuyên chị. Chị nên lên thành hay tìm xa ra xứ khác, thì quả may mới tìm ra vợ cho cậu ba đây. Chứ ở xứ mình á, tôi e là ai cũng biết chuyện năm xưa của cậu ba hết rồi. Chị có đi mòn chân cũng không tìm được cái nhà nào gả con gái cho cậu ba đâu. Mà nó đủ chưa? Hả? Kìa con, mới chỉ có một câu mà cậu đã đùng đùng nổi nóng rồi. Lời đồn quả là không sai mà, người như vậy đó ai dám gả con gái cho. Chị hỏi à, chị vui lòng đưa cậu ba về giùm. Gia đình nhà tôi vốn gia giáo đạo đức, không thích tiếp những người chưa gì đã hung hăng thô lỗ. Bà tưởng tôi thích bước vô căn nhà của bà lắm hả? Con gái của bà đẹp bao nhiêu mà bà cao giọng vậy? Vậy má, con thiệt là má dặn con bao nhiêu lần rồi mà sao con không chịu bỏ vậy? Tánh khí nóng nảy à. Thôi xin lỗi chị Hương, tôi về. Dạ. Con Duy, má định làm vô con bao nhiêu lần nữa thì má mới hả vợ đây? Chuyện gì cũng tại con hết á, chưa gì đã nổi nóng lên như vậy là sao hả? Bà ta bươi móc chuyện năm xưa của con ra mà má nói là chưa có gì sao? Nè, không có lửa làm sao có khói chứ hả? Nếu năm xưa con không gây ra cái chuyện tài đình á thì người ta nhắc lại làm cái gì? Trời ơi, ít ra người ta cũng phải biết con đã bỏ được cái tánh khí nóng nảy của mình chưa chứ. Đây là lần cuối cùng con theo má đi hỏi vợ. Nè, đi 10 chỗ bị từ chối hết 10 chỗ, con tưởng má không ê mặt hả? Trong cuộc đời của má chưa bao giờ má nghe nhiều lời từ chối đến như vậy hết. Tất cả là do cái thằng con hiếu thảo của má ban cho má đó thôi. Kể từ hôm nay, chuyện tìm vợ con sẽ tự tìm, má không cần bận tâm. Con tự tìm, con nói con tự tìm được sao? Âu chị kia búi tóc đuôi gà, nắm đuôi giật lại, hỏi nhà chị đông. Nhà tôi ở dưới đám dâu, ở trên đám ruộng, ở trên đám ruộng đầu cầu ngó qua. Chị kia búi tóc cánh tiên, chồng chị đi cưới một thiên mắm mòi.
chẳng tin chị dở ra coi sao sâm ở dưới. Rau răm ở dưới, mắm mòi ở trên. Bình. Dạ. Mày hát cái bà gì cho dễ ngủ một chút coi. Hát cái bà gì kỳ cục quá vậy? Dạ, con cũng hát như thường bữa Chắc là tại bữa nay trời nắng nóng nên cậu ba bứt rứt trong người, cậu ba khó ngủ á. Không phải, tại vì mày hát mấy cái bài gì mà nó vui quá à. Tìm mấy cái bài nào mà buồn buồn hát cho tao dễ ngủ đi. Dạ, bài buồn hả? Để con nhớ coi. À, dạ con có rồi, để con hát cậu ba nghe ha. Để cậu ba ngủ ha. Trăng lưu gì bởi đám mây, đôi ta cánh trở. Đôi ta cánh trở về dây tơ hồng. Chàng thì an phận đủ đôi, cảm thương phận thím cảm thương phận thím Cậu ba. Ừ? Cậu ba ngủ không có được hả cậu ba? Chắc nữa. Hồi chiều á tao ăn cái giống gì á mà bây giờ khó ngủ quá. Thôi, mày buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi. Đứng đó hát hoài cũng vô ích rồi. Dạ, con đúng là có hơi buồn ngủ thiệt. Nhưng mà bỏ cậu ba đi ngủ trước thì con thấy tội nghiệp lắm. Cái gì? Mày tội nghiệp tao hả? Dạ, thì tại vì con biết khó ngủ thì khó chịu lắm. Khó chịu thì tao phải chịu khó thôi chứ sao giờ. Chứ không lẽ bắt mày đứng đó hát hoài. Cậu ba, con có cách này giúp cậu ngủ ngon lắm nè. Mà không biết cậu ba có cho con làm không thôi. Cách gì? Dạ, gãi đầu á. Cái gì? Gãi đầu hả? Dạ. Là mình gãi trên đầu, xoa xoa nhẹ nhẹ trên tóc á cậu ba. Hồi đó con dỗ em á, đứa nào mà khó ngủ con gãi một hồi là nó ngủ liền à. Cậu ba, ổng ấy cậu ba đưa con làm thử đi, coi cậu ba ngủ được không nha. Làm thử đi. Vậy cậu ba cho con lên giường ngồi nha. Cậu ba nằm xích qua đây đi. Con ơi con ngủ cho ngoan, mẹ con gánh nước rửa bành con vôi. Ủa, mày dám khơi tao bằng con hả mày? Dạ không có, con nhớ bài gì con hát bài đó thôi à. Nếu cô ba không thích á thì con đổi bài khác nghe. Người về chăn chiếu có đôi, riêng tôi gối chiếc riêng tôi gối chiếc lẻ loi một mình. Oh,
chim kêu dưới suối trên cành, ta không bỏ bầu. Ta không bỏ bầu, sao đành bỏ ta. Dí dầu cầu Giang Đông Đình, cầu tre là... lắc lẻo gặm ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường hồng mẹ thi. Mới sáng sớm mà đi đâu mất tiêu, siêng gì mà siêng dữ không biết nữa. Trời ơi, Ma Hai, cái con khùng này, mày làm gì mà sáng sớm như ma đuổi vậy hả? Chuyện này còn hơn ma đuổi luôn mà. Chuyện này quá trọng đại. Chuyện gì mà trọng đại? Mợ coi mà thôi, khó kể lắm. Mợ đi liền với con đi, là mợ biết liền à. Nước nổi lên láng, không chịu lao, đi đâu mà đi. Lát còn lao, đi, mợ đi với con đi, đi. Mày kêu tao với phòng cô ba làm gì? Mợ có gì đâu mà biết. Đi. Mợ cũng giật mình y chang như con vậy á. Lúc trưa con bưng thao nước vô phòng của ba, con thấy nó nằm vậy nè, con cũng giật mình vậy á. Tại sao con mình lại lên giường của cô ba mà nằm ngủ chứ? Nó ngủ từ hồi nào tới giờ? Dạ mà để con hỏi nó là biết liền chứ gì. Vậy mày ngủ đã hen. Chị Hiểm, mợ Hai. Chết, con ngủ quên. Mày bỏ nó cho tao. Dạ. Nghe tao hỏi nè, tại sao mày lại lên giường cậu ba mà nằm ngủ hả? Ai cho phép mày? Dạ không ai cho hết, mà con ngủ quên. Ngủ quên? Tao coi bộ lúc này mày hư lắm rồi hen. Không có con nguyên tắc nhà này ra cái gì phải không? Kẻ ăn người ở mà dám lên giường chủ nhân nằm, tôn ti trật tự đảo lộn hết rồi phải không? Dạ. Cái thân hôi hám của mày á, mà dám leo lên giường cậu ba nằm, tao nói cho mày biết nghe, chuyện này á mà tới tai của bà hội đồng á là mày không có yên thân nghe chưa? Dạ. Cần cái gì tới bà chứ? Tao dạy nó không được sao? Dạ được. Hiếp. Dạ. Đi lấy roi cho tao. Nhanh. Dạ. Mợ, con không phải. Mợ hiểu lầm con rồi. Con không. Im miệng. Dạ dạ. Mày đi ra sân, quỳ gối ở đó đợi tao. Dạ. Bỏ đó. Dạ. Đi. Dạ. Đi. Đứa ở mà lên giường của chủ nhân nằm khi chưa cho phép, tội này bao nhiêu rồi? Dạ 30 rồi. 30 rồi á mà Hai. Con mình. Dạ. Mày có biết luật này không? Dạ con biết. Biết mà làm, tội tăng gấp đôi. Dạ là 60 rồi. 60 rồi á mợ Hai. Lũ. Dạ. Đánh nó cho tao. Con lên lẹ lên, mợ Hai đang nóng á, đừng làm mợ Hai giận, là con bệnh nó bị đòn nhiều hơn. Lẹ lẹ đi con. Mợ Hai, thằng Lũ á, nó thân với con Bình lắm. Mợ kêu nó đánh, nó đánh nhiều cho coi. Tao biết nó thân nên tao mới kêu nó đánh.
Mày nghe cho kỹ đây, tao sẽ quan sát mày đánh nó từng roi. Nếu như roi nào nhẹ thì bỏ, tính là gấp đôi. Mày nghe rõ chưa? Dạ. Sao còn chưa đánh? Roi này bỏ, tăng gấp đôi. Con mình còn 62 roi, đánh cho tới khi nào tao kêu ngưng thì thôi. Hiểm. Dạ. Lên đếm cho tao. Dạ. Đánh đi. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. 15, 16, 17. Khải Duy, em thấy sao? Thế nào là thế nào? Thì em thấy cảm giác buổi sáng đi dạo trên cánh đồng á, em thấy sao? Có thú vị không? Thú vị cái gì? Em thấy cũng bình thường thôi. Anh thì không thấy bình thường chút nào. Ủa anh hai, cánh đồng này có gì bất thường sao? Không phải bất bình thường, mà là rất đẹp và trong lành. Em không cảm nhận gì được sao? Nhất là những sớm mai, anh thích một mình rảo bước trên đồng ngắm mặt trời mọc. Những lúc đó anh thấy lòng mình yên bình lắm. Trời ơi, em không thể ngờ là anh hai của em lại lãng mạn như vậy. Lẽ ra anh nên làm nhà văn chứ không phải là làm địa chủ. Nhà văn? Em quên rồi sao hả? Lúc nhỏ em vẫn thường nhà anh làm giúp em bài tập làm văn đó. Tất nhiên là em nhớ rồi. Ủa, mà không lẽ mới sáng ra anh hai đã lôi em ra đây để nghe anh hai làm thơ hay sao? Anh không phải lôi em ra đây để nghe anh ca tụng về vẻ đẹp của ruộng lúa, mà anh muốn em cảm nhận vẻ trù phú giàu có của nhà mình, để có thể thuyết phục em chịu ở lại cai quản ruộng lúa mà bỏ đi ước mơ làm ông chủ đồn điền ở một cái xứ xa lắc xa lơ nào đó. Nói vòng vòng cuối cùng cũng về đúng hướng rồi. Thì ra má sai anh ra đây dụ em, muốn em bỏ ý nghĩ mua đất lập đồn điền đúng không? Em đừng có nghĩ quan, má không có biểu. Đây là ý của anh. Khải Duy à, anh lo cho em. Anh hai thấy em mấy tháng nay đi đến đâu cũng bị hồi hôn, sợ em buồn bỏ nhà đi nữa, cho nên là đem tài sản ra mua chuộc em chứ gì. Nhưng mà anh yên tâm, cho dù bây giờ em chưa lấy được vợ, nhưng em vẫn chưa có ý định bỏ xứ đi đâu. Hả? Em nói thiệt không? Anh hai, em có thể nói dối mọi người, nhưng không bao giờ nói dối người anh mà em yêu thương, em tôn kính nhất. Nghe em nói như vậy anh cũng yên lòng đó. Anh sợ em vì chị dâu mà ghét lại anh sao? Ờ, lúc nãy thì sợ, nhưng bây giờ thì hết rồi. Anh hai à. Nếu hết rồi thì mình về đi, em vẫn còn buồn ngủ lắm. Còn buồn ngủ hả? Ừ. Tại vì đêm qua em thức khuya, nếu không phải vì hẹn anh á thì em đã không phải dậy sớm vậy đâu. Thôi mình về đi anh. Mình về. Còn thiếu hai rồi. Chuyện gì vậy? Dạ bà chủ. Dạ bà chủ.
Chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào lên vậy? Dạ thưa má, con đang dùng gia quy để dạy gia đình. Là con Bình hả? Ủa mà nó làm gì mà bị ăn đòn? Dạ thưa bà, con Bình nó dám leo lên giường cậu ba nó ngủ trên đó luôn bà. Cái gì? Trời ơi, là cái thân dính phèn dính bùn như vậy mà lên giường cậu ba nằm hả? Thiệt là đáng chết mà. Lũ. Dạ. Mày đánh chết nó cho tao, nghe chưa? Dạ. Má, con đã đánh nó 60 roi rồi đó. 60 roi mà đủ sao? Đánh tiếp cho bà, đánh chừng nào nó chết thì thôi. Lũ. Dạ. Đánh. Lại. Dạ cậu ba. Chuyện gì mày đánh nó? Dạ. Chú ba về đúng lúc lắm. Tôi đang thay mặt chú dạy dỗ con hầu hỗn xược trịch thượng này nè. Nhưng mà tôi hỏi chuyện gì mà chị đánh nó? Dạ thưa cậu ba, nó leo lên giường cậu ba nó ngủ trên đó, mà hai kêu đánh nó 60 roi. 60 roi hả? Dạ. 60 roi cũng chưa đủ đó. Cái tội này á phải đánh 100 roi mới xứng. Thằng lũ, đánh tiếp cho bà, đánh chừng nào chết thì thôi. Đánh. Không có roi nào hết. Mày đi xuống. Dạ. Ghi. Con Bình nó không có tự tiện leo lên giường của tôi ngủ. Mà cho dù nó có tự tiện đi chăng nữa thì chị cũng không có quyền đánh nó. Chứ nói vậy là sao? Tại sao tôi không có quyền đánh người ăn kẻ ở trong nhà này? Bởi vì nó là con hầu riêng của tôi, chỉ có một mình tôi mới đánh được nó thôi. Sao chưa đứng dậy nữa? Định quỳ ở đây ăn dạ hả? Kêu gì bậy sức thú vết thương, nhanh. Mày đứng lại đó, tao chưa nói xong mà. Tôi nói xong là xong, vậy còn muốn cái gì nữa? Đi. Má. Bình. Bình. Dạ con dắt Bình xuống nhà. Tụi bay đi hết cho tao. Chú ba, chú làm như vậy á khác nào bỉ mặt tôi trước người ăn kẻ ở trong nhà. Sau này á tụi nó còn coi tôi ra cái gì nữa? Tụi nó coi chị là cái gì thì kệ tụi nó. Tôi nhắc lại một lần nữa cho chị nhớ, con Bình nó là con hầu riêng của tôi. Tôi cấm chị đụng tới nó. Chứ má, má có nghe chú ba nói gì không? Sao má không lên tiếng? Chuyện trong nhà trong cửa, có gì vô trong góp ý với nhau, la hét ôm sồm trước mặt người ăn kẻ ở như vậy coi được không? Mà má thấy nó nói cũng đúng đó. Người hầu của nó muốn xử sao thì xử. Cô Hiền. Dạ bà gọi con. Vô phòng cậu ba, lấy hết mùng mền chiếu gối đem đi giặt. Dạ. Đẻ lên. Dạ. Cái thằng lũ này nè, bộ muốn lấy mạng người ta hay sao á? Đánh cái gì mà đánh mạnh dữ vậy không biết nữa. Dì Bảy đừng có la anh Lũ. Anh Lũ cũng không có muốn đánh con Mạnh đâu. Nhưng mà dì Bảy cũng thấy rồi đó, hãy đánh nhẹ roi nào là bị tăng gấp đôi roi đó. Á à. Nỗi lằn ngang lằn dọc như vậy đau lắm chứ có phải chơi đâu. Mà con cũng hư nữa. Dạ. Đã biết xưa nay á, bà chủ là đại kỵ chuyện người ăn kẻ ở đụng chạm vô vật dụng của chủ. Một cái chén cũng không cho úp chung. Một cái áo cũng phải phơi khác xào nữa. Vậy mà con còn lên giường của cậu ba mà nằm mà ngủ. Thiệt tình, mai mà cậu ba về kịp đó, không thì không phải chỉ có 60 roi đâu. Con đâu có muốn lên giường của cậu ba ngủ đâu. Tại cậu ba đêm khuya cậu ba ngủ không được, nên kêu con lên giường xoa đầu hát ru cho cậu ba ngủ. Ai dè con ngủ quên luôn chú bộ. Cái gì? Con lên giường cậu ba rồi xoa đầu hát ru cho cậu ba ngủ nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, bà chủ mà nghe được là con hết sống luôn đó. Ủa gì kỳ vậy dì Bảy? Là cậu ba biểu con vô mà. Dì Bảy.
Con pha muối với dầu lửa theo lời dì dặn rồi nè. Rồi đưa đây cho dì. Trời gớm máu luôn. Ây da. Đau hả? Ráng đi con. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em Bình ơi. Tội nghiệp em quá. Ráng đi con. Đau quá dì Bảy ơi. Dì Bảy biết rồi. Ráng đi con. Ây da. Nè, bây giờ chú nói đi, tại sao chú dám làm mất mặt tôi trước người ăn kẻ ở trong nhà hả? Phải đó, Thái Duy. Tại sao con Binh con Bình mà con làm mất mặt chị dâu con vậy? Tại chị dâu làm mất mặt con trước. Tôi làm mất mặt chú hồi nào? Con Bình nó dám lên giường chú nó ngủ, tôi thay mặt chú trừng phạt nó. Tôi tôn trọng chú quá mà, tôi làm mất mặt chú kiểu gì? Con Bình nó không dám tự ý leo lên giường tôi ngủ, mà là tôi cho phép. Cái gì? Hả? Con cho phép nó lên giường con ngủ. Má, thực ra thì con Bình nó không dám leo lên giường con ngủ đâu, mà chỉ là... Chỉ là sao? Mà chỉ là... Cái đồ ngốc. Chắc đêm qua ru mình tới khuya nên mệt quá ngủ gục luôn đi mà. Khải Duy ơi. Khải Duy. Khải Duy. Một lát mà mày thức dậy thấy nằm ngủ trên giường của cậu ba, lại còn đắp cái mền của cậu ba nữa, để tao coi mày sợ tới cỡ nào. Chú gì muốn hù con mình mà để nó lên giường nằm rồi đắp mền cho nó sao? Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, lẽ nào chị còn chưa hiểu? Nhưng mà xưa nay á, chú rất là sạch sẽ, tại sao lại để một con ở hôi hám lên giường của mình nằm chứ? Giường của tôi cho phép ai lên giường của tôi ngủ đó là quyền của tôi, liên quan gì đến chị? Thầy Duy, con không có được cây hoàng như vậy. Chị dâu con nói đúng đó, con Bình là người ở, làm sao mình lên giường cậu chủ nằm ngủ được? Má, thật ra con chỉ muốn hù nó một chút thôi rồi bắt nó đi giặt, không ngờ khiến nó bị đòn thê thảm như vậy. Mà cho dù á, con Bình nó bị đòn quan á thì cũng đâu có sao. Kẻ ăn người ở trong nhà này á, biết bao nhiêu đứa bị chú đánh quan, thậm chí á là bị đánh chết nữa kìa. Vô. Nhưng mà tôi á cũng đâu có nói chú tiếng nào đâu, cớ sao chú lại la hét tôi làm tôi mất mặt như vậy? Má, má nói đi, chuyện này ai sai ai đúng chứ? Chuyện này á là Khải Duy sai. Con đã làm mất mặt chị dâu con như vậy, còn không mau xin lỗi đi. Đúng là con đã sai, nhưng mà chị dâu cũng đã đánh con hầu của con. Chuyện này coi như huề, con không cần phải xin lỗi.
con mình nó vẫn là người ở trong cái nhà này. Nó là con hầu của chú hồi nào. Phải đó. Thôi được, nếu má và chị dâu muốn như vậy thì tôi xin lỗi. Nhưng mà kể từ sau cái tiếng xin lỗi này, con Bình nó chính thức là con hầu riêng của tôi. Và chỉ có một mình tôi mới có quyền đánh nó và sai bảo nó. Gì? Má, chú đi đâu vậy? Tôi chưa nói xong mà. Má à, má coi má, đó. Má cái gì nữa? Nhà có biết bao nhiêu người ở, Khải Duy chỉ lấy có một đứa hầu thôi mà em lại nhăn nhó. Cái chuyện có chút xíu mà em làm ầm ĩ lên, nhức đầu quá đi. Anh má, thôi thằng Khải Duy nó đã muốn như vậy rồi thì chiều nó đi, cho êm nhà êm cửa. Dạ má. Bình. Dạ. Ai kêu mày giặt đồ? Dạ tại chị Hiểm biểu con. Con Hiểm đâu? Hiểm. Hiểm. Dạ. Trả tàu heo. Dạ. Dạ con ba. À, dạ. Bây giờ mày lớn lên hơn tao được phải không? Dạ, dạ không có đâu cậu ba, cậu nói quan cho con. Mày lấy cái quyền gì sai con Bình giặt đồ hả? Dạ, dạ tại vì mùng mền này là của cậu ba, mà nó nằm lên nó ngủ, nó làm dơ hết rồi nên con mới bắt nó giặt. Dạ. Ai cho mày cái quyền léo léo trả lời tao hả? Từ nay tao cấm mày sai con Bình làm bất cứ chuyện gì nghe chưa? Dạ, dạ con nghe rồi. Bình. Dạ. Bỏ đó cho con Hiểm nó giặt. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mày là con hầu của tao, chỉ phải phục vụ cho một mình tao thôi, không cần phải phục vụ hay làm bất cứ chuyện gì trong cái nhà này nữa. Nghe rõ chưa? Dạ. Làm con hầu cho cậu là sao? Con không có hiểu. Im miệng. Đi theo tao rồi biết. Phép mở hai. Mở hai. Giận cá chém thớt. Hiểm à, mày á đúng là bị đòn quan rồi đó. Mà con có bị cậu ba hay là mở hai đánh á, con không có tức. Nhìn cái mặt con Bệnh hả, nó nhơn nhởn tự đắc như vậy á, con ghét dễ sợ luôn á. Ý được cậu ba chống lưng, không có coi ai ra gì hết. Nó không tự đắc được mấy ngày nữa đâu. Mày yên tâm đi, tao nhất định á sẽ dạy cho nó và thằng em chồng hỗn láo một bài học nhớ đời. Dạ, đúng rồi đó mợ hai. Nhưng mà muốn hại hai đứa nó, mày phải đứng về phe của tao, phải tuyệt đối trung thành với tao, biết chưa? Trời, tưởng chuyện gì á, chuyện này mợ hai yên tâm đi. Con hả, là tôi tới trung thành nhất của mợ hai đó. Mợ, bây giờ có bắt con cũng chết nữa. Dám sỉ nhục bà chị dâu này hả? Chờ đó đi. Ngồi xuống đi. Dạ. Tao kêu ngồi xuống đi. Mày điếc hả? Dạ. Quay lưng lại. Dạ. Vợ áo lên. Hả? Dạ. Tao kêu vợ áo lên. Dạ. Nhanh. Dạ. Cao lên một chút nữa. Dạ. Một chút nữa coi. Dạ. Cái gì vậy? Sức cái gì mà hối trình vậy hả? Dạ, là muối hột pha với dầu hôi. Dì Bảy nói á là sức cái này lên
mau tan máu bầm mà lại bớt đau nữa. Tan máu bầm là khi nào bị té thôi, còn cái này là bị đánh rách da rướm máu. Bôi ba cái dầu lửa này lên nhiễm trùng sao? Dạ con đâu có biết, tại lúc đó đau quá, dì Bảy biểu sao con làm vậy thôi à. Ngồi yên đó cho tao. Dạ. Ê, dạ dạ. Dạ thưa cậu ba. Mày làm gì vậy? Cậu ba ơi, thôi sao con dám để cho cậu ba lao cho con được. Bà mà thấy á là bà đánh con chết luôn á. Cậu ba để cho con tự làm đi. Nè, mày tự làm đi. Cái tay mày có dài ra tới sau lưng hay không mày đòi tự làm hả? Nhưng mà con sợ. Quay cái lưng lại. Dạ. Dỡ áo cao lên cho tao. Dạ. Cao lên hả? Dạ. Từ bây giờ trở đi, mày không cần phải sợ cái gì nữa hết á. Bởi vì mày là con hầu của tao, và chỉ có một mình tao mới có quyền đánh mày thôi, biết chưa? Dạ. Nói dạ. Bị rách da rướm máu á thì phải bôi kháng sinh chống nhiễm trùng, hiểu chưa? Dạ. Kháng sinh là gì vậy cậu ba? Thì kháng sinh á là thuốc giết vi khuẩn. Mà thôi, tao nói hoài mày cũng có hiểu đâu. Mày ngồi im đó. Dạ. Tao nói khùng là tao đánh vô con hiểm bây giờ. Xong rồi. Thấy dễ chịu không? Dạ. Gì vậy? Dạ, con cảm ơn cậu ba, nhưng mà con sợ bị đánh. Thôi được rồi, đứng thẳng lưng lên. Dạ. Rồi mày nè, để dành sức, tao chỉ sức giùm mày một lần này thôi đó. Dạ, con cảm ơn cậu ba. Trong nhà này á, chỉ có cậu ba là thương con nhất. Ê, nói lại mày. Dạ. Tao thương mày hồi nào? Dạ, để con nói lại. Trong nhà này á, cậu ba là người tốt nhất. Mày cũng biết nịnh quá ha. Đừng có thấy tao tốt rồi lên mặt nha. Mày thử chọc giận tao đi. Không phải là chỉ 60 đô thôi đâu. Dạ, con biết rồi. Bây giờ á, con phải làm gì cậu ba? Cậu ba dạy cho con đi. Đó giờ á, con chỉ biết làm ở đợ thôi à. Con không biết làm con hầu. Con hầu có nghĩa là mày hầu cho tao thôi, hiểu chưa? Hầu hả? Nhưng mà hầu là làm cái gì? Vậy cậu ba nói cho con rõ. Sao mày chậm tiêu quá vậy? Hầu có nghĩa là mày làm mọi thứ cho tao, chỉ một mình tao thôi. À, dạ, con biết rồi. Ý là con sẽ lo cho cậu ba từng miếng ăn nè, giấc ngủ nè, từng manh quần, tắm áo, cũng giống như là vợ lo cho chồng vậy, phải không cậu ba? Bộ không phải đó cậu ba. Mày muốn nghĩ như vậy cũng được. Vậy thì dễ ẹc à. Hồi đó con thấy má con hầu ba con rồi, để bây giờ con hầu cho cậu ba y chang vậy luôn ha. Mà cậu ba đói bụng chưa? Để con dọn cơm cho cậu ba ăn nghe. Chưa, tao không đói. Tao muốn đi chơi. Dạ. Mày làm gì vậy? Dạ, con đội nón cho cậu ba đi chơi. Không cần. Cậu ba khát nước hả? Để... Nè. Dạ. Sao tự nhiên nói tao khát nước? Tại con thấy cậu ba nuốt nước miếng. Nuốt nước miếng thì liên quan gì tới khát nước? Con điên.
Dạ, vậy xong rồi, cậu ba đi chơi vui vẻ. À mà nè. Dạ. Từ giờ trở đi, mày không cần phải làm gì hết, chỉ hầu một mình tao thôi, biết chưa? Dạ con biết rồi, cậu ba đi chơi vui vẻ. Ừ. Đúng là cậu ba tốt thiệt á. Mà thuốc cũng tốt nữa, mới sức chút xíu mà cũng đã hết rác rồi. Trời ơi, nhưng mà tao đã kể với má chuyện tao thích người ta rồi. Má biểu thích thì phải nói cho người ta biết. Thiệt tình, tao cũng muốn nói lắm, nhưng mà mấy bữa trước á, mợ hai bắt tao đánh người ta đau đớn như vậy, không biết là người ta có giận tao không. Mà mấy bữa nay thấy cái mặt người ta cứ buồn buồn, làm tao lo trong bụng quá. Sáu ơi, Sáu, mày biết nghe đúng không? Thì bây giờ mày nghe hết rồi đó, mày nói cho tao biết đi, người ta có giận tao không vậy? Có không? Mày nói đi Sáu, mày nói tao một câu thôi, có hay không mày biết mà. Nói đi Sáu, tao năn nỉ mày đó. Nói đi. Trời ơi, nói một câu thôi, một câu thôi Sáu, tao năn nỉ mày. Nó có biết nói đâu mà anh kêu nó nói. Cô Sáu chưa có lọc lưỡi mà. Ủa, em nói hả? Vậy mà anh tưởng con Sáu nó nói làm hết hồn hết vía. Là em mà, anh làm gì mà sợ hết hồn giống như là gặp ma vậy? Sao mà em linh dữ vậy trời? Tự nhiên có nói em linh à, làm như em là người chết rồi vậy. Anh lũ á nha, ác mồm ác miệng ghê nơi vậy. Không không, đừng có hiểu lầm anh, anh không có ác miệng. Tại là anh vừa mới suy nghĩ tới em là em xuất hiện liền, làm anh hết hồn luôn. Nè, anh nghĩ tới em hả? Bộ anh nghĩ chuyện gì không tốt hay sao mà anh sợ dữ vậy? Không có, anh đang lo là em giận anh. Chuyện vừa rồi anh lỡ đánh em mạnh quá. Em không có giận anh, tại mợ hai biểu, chứ anh đâu có cố tình đánh em đâu. Vậy sao em gặp anh mặt em khó quá à, làm anh sợ gần chết. Em đâu có khó đâu, tại vì em đau quá cho nên em không cười nổi thôi à. Ờ ha, tội nghiệp em, chắc là em đau lắm phải không? Ừ, đau lắm, nhưng mà bây giờ em cũng hết đau rồi, cười nổi rồi nè. À quên mất, em nghe dì Bảy nói anh bị đạp miệng chảy máu quá trời luôn hả? À vậy nè, anh đi bắt cào cào cho Sáu ăn rồi đạp trúng miếng sành hơi sâu, bây giờ cầm máu được rồi nè, buộc lại rồi. Đi đây em coi. Trời ơi, anh bằng cái gì mà kỳ cục vậy? Ê, để yên để em coi. Ê, thử coi. Trời ơi, sâu quá trời luôn á. Cái này á, anh mà không giữ sạch sẽ là nó bị làm độc á. Cái này mà làm độc rồi á là anh bị cưa chân luôn á. Gì ghê vậy? Ừ, anh cũng biết là vậy, nhưng mà không có sao đâu. Nhưng mà mình là tôi tớ, công chuyện cả ngày làm không hết, làm sao mà sạch sẽ được. À, anh chờ em chút nha. Ê, Sáu, người ta lo lắng cho tao rồi, vậy là không có dặn chuyện bữa trước, là tao có cơ hội rồi đó Sáu ơi. Cái gì vậy Bình? Đi em đi. Làm gì vậy? Em làm cho. Ráng chịu đau chút nha. Rồi, bỏ chân xuống.
Ráng 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 chút xíu. Trời ơi, sạch sẽ liền luôn ta. Nè, để em xức cho anh. Ê, ê, cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Dạ, đây á là thuốc của cậu ba cho em á. Cậu ba đem bên tay về, hay dữ lắm. Anh biết không, cái lưng em bị đòn chảy máu như vậy á, mà xức chút xíu hết liền à. Anh ráng chút xíu đi. Cậu ba tốt với em nhất nhà mà, ai mà không biết. Nè, rồi. Ráng chịu chút nha. Xong rồi. Bây giờ á, anh có thấy dễ chịu hơn chút nào không? Có tay em đụng vô, dĩ nhiên là hết đau rồi. Nè. Còn giỡn được nữa hả? Nè, anh giữ tiếp thuốc này luôn đi, sức thêm vài lần nữa là hết à. Cảm ơn em nha. Mạnh Lũ nè, anh nghe em nói nghe. Cậu ba đã cho em làm con hầu của cậu ba rồi, nên á, em không phải làm công chuyện nhà nữa. Em sẽ phụ anh bắt cào cào cho heo ăn, phụ anh gánh nước rửa xe cho cậu ba trong những ngày á, cái chân của anh chưa có lành, với một điều kiện. Thôi, em không cần giúp đỡ anh cái gì đâu. Anh nghe em nói hết đã. Anh phải để cho em giúp anh. Không á, thì em nghỉ chơi với anh luôn. À, đúng rồi, em còn có kẹo nữa. Nè, kẹo bên tay của cậu ba cho, ngon lắm luôn. Trả nè. Lúc nào cũng cậu ba, không thèm. Ủa, anh sao vậy? Anh không thích cậu ba hả? Em biết là anh với lại mọi người trong nhà không có ai thích cậu ba hết. Vì cậu hung dữ mà lại còn đánh chết người nữa. Nhưng mà em nói thiệt, cậu ba thiệt ra không có xấu lắm đâu. À, anh biết rồi. Em lo về làm con hầu cho cậu ba đi. Anh không có cần thiết em phụ anh cái gì đâu. Nè anh. Không ăn thì thôi, em để dành cho dì Bảy. Má, má ơi. Gì? Má, bộ má định cho con Bình làm con hầu của chú ba thiệt hả? Trời ơi, sao mà cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này hoài vậy? Tôi đã nói đừng có hỏi nữa mà. Nhưng mà má, con thấy có chuyện gì đó không ổn á má. Con thấy không ổn? Không ổn chỗ nào? Thì một trai một gái cứ chung đụng chung một phòng như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện đó má à. Trời ơi, ý con muốn nói là xảy ra chuyện giữa thằng Duy với con Bình đó hả? Chuyện hoang đường như vậy mà con nghĩ được à? Sao hoang đường hả má? Thì đó, con nghĩ coi, thằng Duy là một thằng khó tánh cỡ nào con biết rồi. Bao nhiêu gái đẹp của cái xứ này nè, dâng đến tận mặt nó mà nó còn không thèm. Huống hồ chi một con hầu như con Bình. Sao mà con khéo lo xa dữ vậy? Má à, nhưng mà người ta nói lửa gần rơm không trầy thì trụi. Chuyện này khó nói lắm má à. Bây giờ mình mà không cản trước, sau này nó cháy tèm lem ra như chuyện năm xưa, tới lúc đó hối không kịp đó má. Chị vô. Chị mới nói gì đó? Tôi không kiếm chuyện với chị. Sao chị cứ kiếm chuyện nói xấu tôi với má hoài vậy? Tôi có nói xấu gì chú đâu.
Chẳng qua tôi đang kêu má mau mau cưới vợ cho chú thôi mà. Chị tốt bụng quá ha. Chị muốn má kiếm vợ cho tôi hay là chị muốn tống khứ tôi ra khỏi căn nhà này? Thôi thôi thôi, hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Duy, con rảnh không? Dạ cũng còn tùy chuyện xem có rảnh hay không nữa má. Ông muốn con làm gì? Nếu mà rảnh á thì đi theo má đi ăn dỗ bên nhà chị Phát. Dạ thưa má, nếu là chuyện này á thì con không có rảnh. Má đi ăn dỗ vui vẻ, con có chuyện phải làm rồi. Chị dâu, nếu chị dư hơi á thì lo sanh cháu cho má đi, đừng có xen với chuyện của tôi. Chú má, má coi chú ba nói con vậy đó. Dù gì á con cũng là chị dâu của chú ấy mà. Nhưng mà nó nói vậy không đúng sao? Con á, lo sanh cháu cho má đi nha, đừng có soi mói chuyện của nó nữa, hiểu chưa? Thôi má đi à, trễ rồi. Tôi đã cảnh báo với má rồi mà tại má không nghe đó. Sau này mà có xảy ra chuyện gì á, tới lúc đó đừng có kể khổ. Thứ gì ăn no không có chuyện gì làm, suốt ngày đi tọc mạch chuyện của người khác. Thứ đàn bà như vậy không hiểu sao anh Hạnh có thể sống chung cả ngày lẫn. Cậu ba, mày làm cái gì mà bày đồ ra tùm lum vậy mày? Dạ, dạ tại con đang trồng bông. Ai sai mày trồng? Tao đã nói mày là con hầu của tao thì mày chỉ nghe lời tao thôi. Mày nghe lời hả? Hả? Dạ con có nghe lời cậu ba, với lại cũng không ai biểu con trồng hết á, là con tự ý trồng mà con trồng bông lài á cậu ba. Bông lài? Dạ. Tự nhiên mà trồng bông lài làm cái gì? Dạ thì tại vì hôm bữa con nghe cậu ba kể hồi nhỏ ông chủ á có trồng một bụi bông lài. Chiều chiều á ông chủ hay dắt cậu ra chơi ở gần bụi bông lài đó, rồi cậu ba thích lượm bông lài đem về ép trong tập nữa. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì? Cậu ba không thấy sao? Cái khu này nè, cậu ba thường hay ra đây dạo nên con trồng bông lài ở đây. Mai mốt cậu ba ra ngoài này á, cậu ba sẽ ngửi thấy mùi bông lài thoang thoảng, rất là thư giãn. Mày làm chỗ này là vì tao hả? Dạ phải. Con thấy cậu ba làm nhiều việc cho con rồi, cho nên là con phải làm một cái gì nhỏ nhỏ cho cậu ba chứ. À mà hồi nãy á, cậu ba dắp á, có bị đau không? Không. Thiệt không đó? Cậu ba tính làm anh hùng phải không? Mày giỡn mặt hả? Dạ. Muốn bị đòn không? Dạ không. Cậu ba, cậu ba đi đâu vậy? Tôi đi đá gà chứ đi đâu. Mà cậu ba, vậy bây giờ mình có trồng nữa không hay là mình dẹp? Lỡ trồng rồi thì trồng luôn đi. Dạ con biết rồi. Lũ gì bậy? Bận gì mà ngồi cười mình vậy con? Đâu có đâu.
không bị sốt mà. Con đâu có bị sốt, bị bệnh gì đâu vậy bảy. Không có bị gì, sao ngồi cười mình như thằng khùng vậy? Con đâu có khùng đâu, tại con nhớ là cái chuyện mà Bình băng bó vết thương cho con, xong rồi con vui con cười thôi hả? Em Bình băng vết thương cho con, cái con vui rồi con cười vậy đó hả? Dạ, trời, không những băng bó vết thương không đâu, mà Bình còn rửa vết thương cho con nữa. Mà lạ lắm nha, tay của Bình hả, mịn và mát lắm kìa. Vết thương sâu như vậy á, mà rửa vết thương cho con không có cảm giác bị đau, bị rát gì hết, mà còn bị phê nữa. Cái thằng, coi cái mặt của con kìa. Mặt con làm sao? Cái mặt thấy nó ngu ngu chứ làm sao. Ngu gì mà ngu. Mà nè, dì Bảy hỏi thiệt, có phải con thích con Bình rồi phải không? Đúng không? Cười cái gì mà cười. Dì Bảy hỏi kỳ quá à. Cái gì mà kỳ? Bảy không trả lời, dì cũng biết hết rồi. Bảy biết gì biết? Biết là con mê con Bình tới lú luôn, đúng không? Tại Bình vừa đẹp mà còn lại là người tốt nữa, ai mà không thích. Dì Bảy, con hỏi dì Bảy làm ở đây đó giờ lâu rồi á. Dì Bảy có thấy ai người ở mà yêu nhau được cưới nhau chưa? Dì chưa thấy. Nhưng mà Lũ nè, dì dặn con, có thương yêu gì á thì cũng phải để trong lòng, không có được để lộ ra ngoài. Bà Hội á cấm tơ tình nam nữ, để bà biết được á là bà quýnh chết luôn đó. Trời ơi, nói vậy không lẽ suốt đời con không được yêu, không được cưới luôn hả? Thì phận tôi tớ phải đành cam chịu thôi con. Gia đình người thân gì không? Cho con thấy quanh năm dì ở đây không à? Không có thấy gì về thăm quê vậy? Dì từng tuổi này rồi, sao mà chưa từng yêu hả con? Trời, dì bà yêu ai vậy? Kể con nghe được không? Người yêu của dì cũng là người ở chỗ ông bà Hội Đồng hồi đó. Ông thương dì nhiều lắm, nhưng cũng vì cái nghèo nên đành chịu gian dở. Ông mất lâu rồi, dì cũng còn mấy người bà con đò giang cách trở. Hồi còn trẻ đó, dì cũng có mấy lần về thăm, nhưng mà bây giờ bà con của dì đi mà ngăn xa, rồi tứ tán khắp nơi hết, dì có về cũng chưa chắc gặp, nên dì ít về thăm luôn. Nghe dì Bảy kể con buồn quá. Con lo, con sợ con với Bình cũng giống như là chuyện của dì và ông vậy. Con với Bình là khác gì với ổng. Cả hai đứa đều là người mần công ăn lương, còn dì với ổng á là người bị bán vô cái gia đình này. Dì quá nghèo nên suốt đời cũng không trả hết nợ được. Chỉ cần con tích cóp đủ tiền rồi con xin nghỉ, lúc đó con cũng có thể cưới con Bình làm vợ được mà. Trời, Bảy nói vậy là con có hy vọng rồi. Con thì nghèo thiệt, nhưng mà con cũng để dành được một chút ít tiền rồi. Ráng làm thêm mấy năm nữa, thế nào cũng đủ tiền cưới vợ. Coi cái mặt con kìa. Nhắc tới cưới vợ, cái mặt sáng trưng à. Mà con nè, giờ hỏi thiệt nè nghe. Dạ. Con đã bày tỏ tình cảm của mình cho con Bình biết chưa? Dạ chưa. Rồi, con cũng tính nói mấy lần rồi mà mỗi lần mở miệng ra thì run run không dám nói. Thì con cũng phải nói cho nó biết sớm đi, chứ không thôi là không kịp đó. Không kịp là sao? Mày đấm mạnh lên chút coi Bình. Tại mày bằng giấy hay sao đấm nhẹ hiu vậy? Dạ không, tại vì con sợ cậu ba đau á. Đau gì mà đau? Lúc tôi đi Thanh Lâu ở Sài Gòn, mấy con nhỏ kỹ nữ nó đấm mạnh mà ngon hơn mày nhiều. Thanh Lâu là gì vậy cậu ba? Mà mấy nhỏ kỹ nữ là ai? Mấy con nhỏ kỹ nữ là mấy con gái đẹp chuyên phục vụ đàn ông. Ê Bình. Dạ. Mày đẹp như vậy á, đi làm kỹ nữ chắc cũng được á. Mấy đứa con gái chuyên đi phục vụ đàn ông
Ý cậu ba nói á, mấy nhỏ không đàng hoàng đi làm điếm á hả? Ừ. Sao tự nhiên mày khóc? Tại cậu ba nói con đi làm kỹ nữ, cậu ba coi thường con. Coi thường mày hả? Nè, tao không có nghĩ đi làm người hầu danh giá hơn làm kỹ nữ đâu nha. Con đi làm người hầu, con không có danh giá, nhưng mà con đàng hoàng. Con không có chịu tiếp nhiều đàn ông, con chỉ tiếp một mình chồng con thôi. Trời ơi, mới có từng tuổi đầu mà nghĩ tới chuyện chồng con rồi. Mày cũng hư lắm đó nhà mình. Con chưa có nghĩ tới chuyện lấy chồng, con khóc á là tại vì cậu ba coi thường con thôi. Bình. Dạ. Vậy mai muốn mày lấy chồng á, mày chỉ yêu mình chồng mày thôi hả? Dạ, con không có yêu ai ngoài chồng con đâu. Cho dù có khổ, có chết, con cũng chỉ yêu một mình chồng con thôi. Vậy mày đã yêu ai chưa Bình? Dạ chưa. Còn cậu ba, cậu ba đã yêu ai chưa? Tao ở với nhiều đứa con gái lắm, nhưng mà nói yêu á, chưa. Vậy cậu ba không có đàng hoàng rồi. Nhưng mà mấy đứa con gái tao ở á, không có đứa nào giống mày hết. Em Bình. Ủa, anh Lũ, bữa nay anh không chở cậu ba đi công chuyện hả? Không, qua anh nói nghe nè. Qua đây anh nói nghe. Hả? Qua đi. Ừ. Đây. Ngồi xuống, ngồi xuống. Sao vậy? Nè, em ăn đi. Ừ, cho em đó. Tự nhiên anh cho em củ khoai lang vậy? Kể từ ngày mai, ngày nào anh cũng để phần ăn sáng của anh để cho em. Em đừng ăn đồ ăn của cô ba nữa. Ừ, em ăn của anh. Rồi anh ăn cái gì? Thôi được rồi, em không lấy củ khoai của anh ăn đâu. Anh về lo đi làm đi. Nè, mợ hai mà thấy là anh bị ăn đòn đó. Đi đi, đi liền đi. Nè, thật ra là anh có chuyện này muốn nói với em. Ừ, anh có chuyện muốn nói với em hả? Ừ. Ừ. À, anh muốn nói chuyện với em. Chuyện gì? Anh nói đi. Anh muốn nói là anh hả? Anh muốn... Anh cái gì? Dạ, rồi làm rồi đây làm gì? Dạ. Mày muốn nói gì với con Bình? Dạ, con không muốn nói gì hết. Ủa, hồi nãy anh nói anh có chuyện muốn nói với em mà. Tao cũng nghe như vậy,
Mày có chuyện gì muốn nói với con Bình thì nói đi. Dạ, con muốn nói là con... Sao? Nói con... sao? Mày giỡn mặt với tao hả? Hả? Dạ. Mày muốn nói gì với con Bình? Dạ, dạ. Nói! Cậu ba, cậu ba ơi, cậu ba. Dạ, cậu ba đừng có giận. Anh Lũ, anh chỉ muốn cho con củ khoai thôi à. Dạ, dạ, dạ. Dạ đúng rồi cậu ba, con chỉ muốn cho Bình củ khoai thôi hả? Dạ. Mày nói là tao cho con Bình ăn không no, cho nên mày đem củ khoai cho nó phải không? Dạ không, 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 con không có ý đó, con không dám nói vậy, con không có nghĩ vậy cậu ba. Tại sao mày đem củ khoai cho nó? Dạ, tha cho con. Dạ, cậu ba. Dạ, dạ, tại con xin ảnh đó cậu ba. Thiệt không? Dạ thiệt. Dạ, là vậy đó cậu ba. Thích ăn khoai xong nói. Dạ. Còn mày nữa, tao cấm mày nha, kể từ bây giờ cấm mày bén mảng tới gần của mình. Tao mà bắt gặp mày một lần nữa là tao đập que do mày luôn đó. Dạ, con biết rồi, con nghe rồi cậu ba. Dạ. Nghe rồi thì biết. Dạ cậu ba. Có củ khoai thôi mà làm gì phải cầm hai tay? Dạ con. Con thèm ăn khoai thì ngày mai tao nấu cho một nồi bự. Dạ. Đồ cho con nguyên nồi luôn hả? Chứ không lẽ để cho mày ăn cái củ khoai lang dở ôm này hả? Ê, nhưng sao cậu ba cho con nguyên nồi dưới hả? Cho mày ăn tràn họng luôn, để mày khỏi phải xin nó nữa. Tao nói thiệt đó nha, không phải giỡn mặt đâu. Tao mà biết mày xin khoai thằng Lũ một lần nữa là bị chết với tao. Dạ, con không xin khoai ai nữa hết á. Cái gì mà cậu ba không thích á, con sẽ không làm. Nè, cho mày đó. Cậu ba cho con hả? Ừ. Ủa, cái này là giải mà cậu ba. Ủa chứ tao có nói gì đâu. Nhưng mà cậu ba cho con giải làm cái gì? Ngu. Cho mày giải để may đồ chứ làm gì? Dạ con biết là giải là để may đồ rồi. Nhưng mà ý con hỏi là sao cậu ba lại cho con? Mà giải đẹp quá trời luôn. Tại vì mày là con hầu của tao, tao không muốn mày mặc đồ cũ nữa, mất mặt của tao, hiểu chưa? Dạ con biết rồi, con cảm ơn cậu ba. Mày thích ăn khoai phải không? Dạ. Anh làm gì mà đứng cười cười hoài vậy? Hay là anh cũng quan tâm tới chuyện chú ba với con Bình? Em cũng quan tâm tới chuyện này sao? Chẳng những là em quan tâm mà em còn đã cảnh báo với má rồi. Nhưng mà má không chịu tin em thôi, em còn có thể làm gì được? Cảnh báo? Cảnh báo chuyện gì? Thì cái chuyện chú ba thân mật quá mức bình thường với con Bình đó. Không phải anh quan tâm chuyện này sao? Có gì mà phải lo chứ. Mà hai người họ có xảy ra chuyện gì thì cũng thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Tình cảm của con người mà, sao có thể ngăn cản được chứ. Anh nói cái gì? Tình cảm con người? Ý anh nói là tình yêu á hả? Bây giờ thì chưa nói trước được. Nhưng mà trai gái yêu nhau có gì lạ đâu mà em hốt hoảng lên vậy? Cậu chủ yêu con hầu mà anh nói là lẽ thương tình hả? Chủ hay hầu á thì cũng là con người thôi. À mà quên. Anh quên. Em á có bao giờ biết yêu đâu mà hiểu
những lẽ thường tình như vậy. Anh nói em không biết yêu hả? Vậy anh biết yêu chắc? Đã từng. Nhưng mà từ khi cưới em làm vợ, trái tim của tôi đã không thể yêu nữa. Anh, em đừng theo rình rập và cản trở chú ba nữa. Chú ấy còn biết yêu là điều đáng mừng cho căn nhà này rồi đó. Điều đáng mừng? Khải Duy là một con hổ dữ. Một khi chút nhân tính trong người đã bị mất đi thì sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Em với má đừng có mà dại dột kích động cho con thú dữ ở trong người Khải Duy bừng vậy nha. Anh nói cái gì mà khó hiểu quá vậy? Nhân tính, thú tính cái gì chứ? Em nói cho anh biết, chú ấy là đối thủ tranh giành tài sản với anh. Em nhất định không để cho chú ấy có cơ hội đâu. Đúng là đàn gãi tay trâu mà. Nói chuyện với em á, thà nói chuyện với đầu gối còn vui hơn. Cái gì mà đàn gãy tay trâu? Mình cũng thông minh lắm mà. Wow, khoai ngon quá. Ấy, làm gì đó? Bộ bữa nay nhà có gì đặc biệt hay sao mà nấu khoai nhiều vậy chị Hiểm? Mà toàn khoai ngon không à? Tí cho em củ bự nhất nha. Nè, ở cái nhà này hả, khoai ngon hay là dở không tới lượt mấy người đâu nghe chưa. Mà không lo làm biếng hả, tụi mét mà hai một cái là chết liền nghe chưa. Dạ, tụi em dạ, đi liền. Biết rồi. Dạ cậu ba. Hiểm. Dạ cậu ba. Nấu con nồi khoai sao dạ... lâu vậy? Dạ con nấu xong rồi. Xong rồi thì mang ra cho con Bình. Dạ con sẽ cho nó củ bự và ngon nhất. Bưng hết cái rổ luôn. Dạ nguyên một rổ này luôn hả? Tao nói lớn như mày bị điếc hả? Kêu sao thì làm vậy đi. Hổ tới hổ lui hoài. Mày muốn ăn bạc tai phải không? Dạ không. Dạ con đi liền. Bình. Chị Hiểm. Khoai nè, ăn đi. Hả? Hả cái gì? Cậu ba biểu mày ăn hết cái rổ khoai này đi. Dĩa đây, ăn lẹ đi. Trời ơi, làm sao mà ăn hết cái rổ khoai này được. Không hết cũng phải ăn. Cậu ba, nhưng mà nhiều quá, con ăn không nổi. Không phải hôm qua mày nói thèm sao? Ăn đi. Dạ con. Ăn. Dạ. Bình sướng thiệt á, được cậu ba cho ăn nguyên một rổ khoai bự chảng luôn. Mà nghĩ sao cả rổ khoai vậy, ăn kiểu nào mà hết được? Không hết cũng phải nhét cho hết.
tao nghe cậu ba nói vậy á. Vậy là chết con nhỏ rồi. Trong các món ăn á, nó không thích nhất là khoai. Làm sao mà nó ăn nổi? Trời ơi, chuyện gì cũng tại con hết. Tự dưng chơi mình của khoai làm chi? Để bây giờ hai em mình đã nông nổi như vậy. Thôi đi vô lo mặt đi. Đứng đây coi cô bị đòn bây giờ. Sao không ăn nữa? Cậu ba, con no rồi. No cũng phải ăn. Không phải hôm qua mày nói là mày thèm lắm sao hả? Dạ, bây giờ con hết thèm rồi. Hết thèm cũng phải ăn. Ăn hết cho tao. Cậu ba tha cho con. Thiệt ra hôm qua con không có thèm khoai. Không thèm sao đi xin thằng Lũ? Dạ tại con sợ cậu ba đánh anh Lũ nên con mới nói như vậy. Chứ con ngán khoai dữ lắm rồi. Ở nhà con ăn khoai hoài à. Tao đánh thằng Lũ sao mày lại sợ? Mày là gì của nó? Hả? Dạ con với anh Lũ đâu có gì đâu cậu ba. Trong cái nhà này nghiêm cấm kẻ ăn người ở có tình ý với nhau. Mày mà dám giết chết. Cậu ba nói gì kỳ vậy? Con còn nhỏ biết gì mà tình cảm chứ. Còn nhỏ hả? Nhỏ lớn gì cũng ăn hết cho tao. Ăn một lần cho nhớ đời. Đừng bao giờ binh đứa nào trước mặt tao nữa. Con ăn hết đủ khoai này chắc con chết luôn á. Chết cũng phải ăn. Quỳ xuống đó. Quỳ xuống. Vừa quỳ vừa ăn cho tao. Ăn không hết á thì không được đứng dậy. Nghe chưa? Ăn. Dạ. Ăn nhanh. Dì Năm ơi. Dì Năm. Có nhà không dì Năm ơi? Ơi. Ừ. Chàng ơi, cô là ai? Tôi là Hai Sáng, con dâu cả của bà Hội. Người mà dì làm mai cho cậu Hai Khải Văn đây. Mới có mấy năm hả? Dì mau quên như vậy sao? Ủa, cô Hai Sáng đây hả? Chàng ơi, thiệt tình tôi nhìn không có ra. Mà mới có mấy năm mà sao mợ Hai lạ quá à. Ý gì nói tôi giả hả? Dạ, tôi đâu có ý vậy đâu. Ý tôi nói là không những cô sang trọng ra mà còn đẹp hơn hồi xưa nữa.
Dạ, mời mợ hai uống nước. Cái nghề mai của dì á, coi bộ cũng không khá giả cho lắm. Mấy năm rồi á, mà nhà cửa cũng y như vậy, không có thay đổi chút nào hết. Nghề ngỗng gì mợ hai, ai nhờ đâu tôi giúp đó, chứ có tiền bạc gì đâu. Hơn nữa mấy năm nay mần ăn thất bát, mà thằng con trai tôi nó sanh sồn sồn mỗi năm một đứa, cho nên tôi không có qua thu lúa ruộng đâu mà ở đó than thở. Tôi nghe má chồng của tôi kể, con dâu của dì á dưỡng con lắm phải không? Dạ. Mới đó mà đã 3-4 đứa rồi. Đúng, còn dùng dâu tôi nó dưỡng con thiệt ha. Thì cũng tại á, con dâu của dì dưỡng con nên tôi mới khổ đây nè. Má chồng tôi á cũng vì chuyện này mà lôi ra chì chiết tôi suốt ngày suốt đêm đó. Chuyện đó thì tôi biết. Mỗi lần gặp á, là chị hội chỉ than hoài à. Mà mợ hai, tôi biết cái chùa linh lắm, hay là tôi dẫn mợ hai đi cầu tự đi, có nhiều người cầu con được rồi đó mợ hai. Không cần, mấy cái chùa linh đó tôi biết hết rồi, chùa nào á tôi cũng đi hết rồi. Với lại hả, lại muốn sái cổ luôn vậy đó, mà có thấy đứa nào đâu. Ờ vậy chứ mợ hai kiếm tôi có chuyện gì vậy? Tôi qua để hỏi dì cho rõ. Có phải hồi đó dì làm mai con dâu của dì cho chồng của tôi không? Chuyện này đâu có ai giấu giếm gì đâu, mà chị hội cũng biết. Hỏi chị hội chứ hỏi tôi làm gì. Đúng là cái chuyện dì làm mai con dâu của dì cho chồng tôi không thành thì ai cũng biết. Nhưng mà tại sao không thành á, thì tôi nghĩ là chỉ có dì với con trai của dì biết thôi, chứ má chồng tôi á thì không thể biết được. Ừ, mợ hai nói vậy là sao? Tôi nói cái gì á thì dì tự hiểu. Mà thôi, trễ rồi, tôi phải đi về đây. Dì cứ tự suy nghĩ đi, có khi lâu quá dì quên rồi cũng nên. Tại sao Hai Sáng lại nói chuyện úp mở với má chồng mình như vậy? Mà má lại có vẻ sợ hãi như đã làm chuyện gì mờ ám. Không lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình? Tính làm gì vậy Bình? Dạ, con tính cắt áo, nhưng mà con không biết cắt như vậy có đúng không nữa. Con sợ hư quá trời luôn à. Con cắt như vậy hư là cái chắc. Ủa vậy hả dì Bảy? Ừ. Nhưng mà nếu mà con không may cái áo này á thì cậu ba sẽ la con chết. Ủa mà dì Bảy đi đâu vậy? Bộ có chuyện gì muốn sai con làm hả? Không, dì chỉ muốn qua hỏi con coi hồi tối hôm qua ăn khoai nhiều tối có bị sình bụng không? Dạ có, con bị sình bụng tới nửa đêm luôn á. Cũng may là có thuốc của cậu ba đưa cho con. Ừ. Chứ nếu không á, con sẽ bị sình bụng tới giờ này luôn. Vậy thì dì đỡ lo rồi. Vậy mà tối tới giờ dì chỉ sợ con bị sình bụng tiêu chảy, nên dì đem nước cơm rượu cho con uống nè. Dạ con cảm ơn dì Bảy. Ừ. Nhưng mà giờ thì con hết bị rồi. Ừ, vậy thì tốt. Dạ. Ủa mà giải ở đâu đẹp vậy con? Dạ của cậu ba cho con á. Ờ, nhưng mà con không có tiền đi tiệm may. Ờ vậy để dì Bảy may cho. Ủa dì Bảy biết may áo hả? Ừ, dì cũng biết may chút đỉnh mà không có khéo lắm. Cỡ như áo của dì mặc đây nè, con có dám đưa dì may không? Chàng ơi, dì Bảy chịu may áo cho con á là con mừng muốn chết rồi. Ở đó mà không dám chứ dám cái gì. Con cảm ơn dì Bảy nha. Ừ, đưa đây rồi dì mai cho nghe.
Dì Bảy nè. Chừng nào dì Bảy rảnh á, dì Bảy mai đồ cho con cũng được mà. Con biết tuy là cậu ba nói con là con hầu của cậu ba thì phải ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ để cho cậu ba không mất mặt, nhưng mà con biết cậu ba cố tình cho con á. Thiệt luôn á, trên đời này con chưa thấy ai tốt giống như cậu ba vậy á. Bình nè, con có coi dì như người thân của con không? Dạ có chứ. Sao dì Bảy lại hỏi vậy? Như vậy á, dì muốn con phải trả lời thiệt tình với dì nghe. Từ trước tới giờ con lúc nào cũng thiệt tình với dì Bảy mà. Dì Bảy hỏi đi. Có phải con có cảm tình với cậu ba rồi đúng không? Tình cảm là sao dì? Là con thích cậu ba rồi, có phải vậy không? Sao dì hỏi, con trả lời. Dạ, con không biết tình cảm là cái gì, nhưng mà con chỉ biết là tại cậu ba tốt với con thì con tốt lại thôi. Con à, nghe dì nói nè, cho dù cậu ba có tốt cỡ nào, cậu ba cũng là chủ, còn con là tớ. Con biết không? Dạ, con biết. Con không được mơ mộng mà cũng không được có tình cảm với cậu chủ nữa. Bằng không, cuộc đời của con sẽ khổ như bà Lành đó. Bà Lành? Bà Lành là ai vậy dì Bảy? Bà Lành là... Mà không, con cũng không nên biết nhiều, biết nhiêu đó là đủ rồi. Dạ, mà con tò mò quá. Dì nói con không được có tình cảm với cậu chủ. Nếu không á thì con sẽ khổ giống như bà Lành. Vậy là bà Lành cũng có tình cảm với cậu chủ hả dì Bảy? Bà Lành không có tình cảm với cậu chủ, mà là có tình cảm với ông chủ. Có tình cảm với ông chủ? Chuyện cũng mấy chục năm rồi. Dì không muốn con đi vào vết xe đổ của năm xưa. Dạ, nếu nói vậy á, là năm xưa bà Lành cũng là người ở trong nhà này. Vậy là bà Lành cũng mấy ông chủ nó hả dì Bảy? Ê, trời đất ơi, con nhỏ này, tới đây. Dạ. Nè, sao vậy? Nói nhỏ thôi, đừng có nói lớn như vậy, tới tai bà chủ á, không có tốt đâu. Dạ. Thôi, dì đi mần công chuyện đây, tối về may áo cho con. Dạ, con cảm ơn dì Bảy. Nhớ đó. Dì Bảy không cho mình thích cậu chủ, nhưng mà cậu chủ tốt như vậy, làm sao mình có thể không thích được chứ. Dạo này anh thấy em ít tới tủ lầu chơi, cũng không thấy đá gà như lúc trước nữa. Em chán mấy trò đó rồi, chả có gì vui. Vậy hả? Đá gà thì có thể chán, nhưng mấy cô nàng xinh đẹp á thì anh không nghĩ là em chán được đâu. Vậy mà em chán đó chứ. Không biết em có bị cái gì không, mà từ khi về nước cho tới giờ em không thích gần gũi đám con gái trơ trẽn đó nữa. Lúc nào cũng xa vào lòng đàn ông, nũng nịu, nói những cái câu vô vị, rồi cuối cùng cũng nhìn vô mấy cái tờ tiền chăm chăm trên tay em. Nhìn mặt đám con gái đó, tự nhiên em chả có cảm xúc gì cả. Nhưng mà trước đây em vẫn thường nói mấy cô đó có nhiều món nghề thú vị hơn cô vợ ở nhà mà. Con người cũng có lúc thay đổi thì vui chứ anh. Theo anh biết, không phải tư duy của em thay đổi đâu, mà là... Mà là cái gì? Là vì em có mục tiêu, có đối tượng mới để theo đuổi rồi. Mục tiêu? Đối tượng cái gì chứ? Anh chỉ nói những điều khó hiểu thôi à. Nếu cảm thấy anh nói lời khó hiểu á, là vì em chưa hiểu được trái tim của em. Nè, nhưng em yên tâm, anh sẽ giúp em sớm hiểu được trái tim của em thôi. Anh càng lúc càng khó hiểu nhiều hơn. Ủa mà sáng nay anh rủ em đi dạo chỉ là để nói những chuyện này thôi đó hả? Ờ,
tháng sau anh đi Cà Mau. Ờ, coi thu lúa ruộng cho má. Ờ, vừa đi vừa về cũng non một tháng đó. Em cũng muốn đi chơi với anh không? Ôi, một tháng lâu lắm, em có đi đâu. Em không đi cũng được, nhưng mà em cho anh mượn con hầu của em một tháng được không? Mượn con hầu? Ý anh muốn mượn con Bình đó hả? Đúng vậy. Đi về hơn một tháng, đoàn cũng cần có người phục vụ cơm nước nè, giặt giũ nè. Nhà mình cũng đang thiếu người làm nữa, chỉ có con Bình là rảnh rỗi nhanh nhẹn. Em cho anh mượn tạm một tháng thôi. Nè, đừng có nói là sợ con Bình cực rồi không cho anh mượn nha. Không phải, làm gì có cái chuyện mà em sợ con Bình nó cực. Chỉ là cho nó theo anh rồi ở nhà ai hầu em. Ờ, thì như trước giờ thôi. Lúc chưa có con Bình thì con Hiểm và đám gia đình kia vẫn phục vụ tốt cho em mà. Chuyện này nếu em không đành lòng mà xa con Bình á, thì đi cùng anh chuyến này luôn đi. Anh nói cái gì vậy? Con Bình nó là cái gì mà em không đành lòng xa nó chứ? Anh muốn mượn nó chứ gì? Được rồi, để em về em biểu nó. Có cái gì đâu. Hứa thì không được nuốt lời đâu đó. Không đâu. Anh sẽ cho em hiểu thế nào là tình yêu. Nấu có một bữa cơm mà cả tiếng đồng hồ, rồi làm cái gì ăn được chứ. Xuống dọn nữa, lề mề quá, nhanh lên. Cái gì em cũng phải từ từ chứ. Em có hai tay hả? Em đâu phải ba đầu sáu tay đâu. Chuyện gì anh cũng đổ hết lên đầu em vậy. Trả treo hả? Tin từ sáng cái chén là đầu mày không? Cái thứ nào mà hư. Mày còn đi đâu nữa? Sao không vô ngồi ăn cơm luôn đi? Dạ, con hôi cơm tanh cá, ngồi chung bàn con sợ mình ói mửa ảnh hưởng tới mọi người. Một lát con ăn sao má. Chứ không phải là mày không muốn ngồi chung bàn với tao hả? Anh muốn nghĩ sao cũng được, em mệt mỏi lắm rồi. Mày nói chuyện kiểu đó hả? Đứng lại. Đứng lại. Thôi đi, lúc nào cũng gây lộn với vợ với con, mày không mệt sao? Tôi mệt chứ sao không má. Nhưng mà tôi đâu có muốn đâu. Má nhìn đi, cái mặt của nó kìa, lúc nào cũng chù ụ như đưa đám vậy đó. Từ ngày tôi cưới nó đến bây giờ đó, có bao giờ nó đối xử tốt với tôi không? Thì cũng tại bay hết đó. Lúc nào cũng gắt gỏng cao có, kêu mày kêu tao thì làm sao mà nó vui được chứ. Nó ép tôi phải làm như vậy mà má. Tôi nói cho má biết, trong lòng của nó bây giờ chỉ có thằng Khải Văn thôi, không có chỗ cho thằng con trai của má đâu. Mày nói cái chuyện gì vậy hả? Chuyện nhiều năm xa lắc xa lơn nhắc lại làm cái gì? Chuyện thì xa lắc xa lơn, nhưng trong lòng của nó không có xa đâu má à. Bữa trước có người ở trong làng của mình nè, nói với tôi là nó hẹn hò với thằng Khải Văn. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật nó dám làm như vậy, nó coi tôi ra cái gì không? Anh đừng có nói bậy. Bữa đó em chỉ tình cờ gặp cậu hai ở trên đường. Cậu hai thấy em mang bầu nặng nề mà đi giữa trời nắng không có nón nải gì hết, cho nên cậu tính cho em đi quá giang thôi. Cho quá giang à? Đúng ý của mày quá rồi. Sao mày không leo lên đi luôn đi? Cái gì mà đúng ý? Nè, mày đừng có qua mặt tao. Tao đi guốc trong bụng của mày đó. Đêm tân hôn về với tao, mày nằm im như một khúc củi. Mày có yêu thương gì tao không? Hay là cái trinh trắng của mày á, mày trao cho thằng Khải Văn rồi? Anh Quang, anh đừng có nói bậy. Tuy là tôi với cậu hai có quen nhau, nhưng cậu hai là người chánh nhân quân tử. Mấy cái chuyện trái với lễ giáo luân thường đó, cậu hai không có làm đâu. À! À!
đánh như con tử nè. Dám gì tao hả? Mày đưa đây. À, dạ, cậu ba. Mày làm cái gì mà lôi hết quần áo của tao ra vậy hả? Dạ, con xếp đồ. Tao không có đuôi nha. Tại sao mày lôi hết đồ của tao ra? Dạ, tại vì con muốn sắp xếp ngay ngắn lại. Tự nhiên sắp xếp lại. Rảnh quá không có chuyện gì làm hả? Dạ không, con không có rảnh. Tại vì con sợ ngày mai con đi rồi, rồi không có ai ở nhà soạn đồ cho cậu ba tắm. Cho nên là con mới sắp xếp bộ nào ra bộ đó cho cậu ba dễ tìm. Bộ nào ra bộ đó? Mày biết sở thích của tao chắc. Dạ con biết chứ. Dạ con biết hết á. Dạ con biết á hả? Cậu ba hay mặc quần nào với áo nào nè. Ngay cả đồ lót của cậu ba con cũng biết cậu ba thích mặc cái màu gì, cái nào. Cái gì? Dạ. Đồ lót của tao mày biết luôn hả? Dạ. Có gì đâu mà khó. Ngày nào con cũng giặt đồ cho cậu ba hết. Cái nào mà giặt hoài á là cậu ba thích cái đó thôi. Mày liệu hồn nha. Đừng có thấy tao hiền rồi dễ ngươi như mày. Có ngày tao đánh tuốt vô lưng bây giờ. Dạ con đâu có dễ ngươi đâu. Con chỉ lo cho cậu ba thôi à. À con có cái này cho cậu ba nè. Cho cậu ba đó. Gì đây? Dạ mật ong. Mật ong nguyên chất á cậu ba. Tự nhiên mày đưa mật ong cho tao. Mày khùng hả Bình? Dạ con không có khùng. Tại con lo khi con đi á không có ai hát cho cậu ba ngủ, cho nên là con mới cho cậu ba chai mật ong này. Mỗi tối á cậu ba chỉ cần pha một muỗng mật ong với nước ấm, uống vô cái là cậu ba ngủ liền à. Cậu ba biết không, hồi nhỏ ở dưới quê á má con hay pha cho ba con uống lắm. Làm như không có mày hát á là tao không ngủ được vậy. Mà thôi, nếu mà tao có mất ngủ đi nữa thì tao cũng có thuốc ngủ rồi. Không thèm chai mật ong của mày. Cậu ba không lấy thiệt hả? Không lấy. Xếp đồ lẹ đi. Trả phòng cho tao ngủ nữa. Dạ. Cậu ba không lấy. Uổng công con leo lên cây phá tổ ong, bị chích đau gần chết luôn vậy. Cái gì? Mày leo cây phá tổ ong hả? Dạ. Nè cậu ba coi nè, con đâu có nói dốc đâu. Con phá tổ ong lấy mật cho cậu ba, bị ông chích quá trời luôn nè. Vậy mà cậu ba không chịu lấy. Trời ơi, Bình ơi là Bình. Mày khùng rồi hả? Tổ ong mà mày cũng dám phá nữa. Nếu tao muốn có mật ong, tao ra chợ tao mua là có chứ gì. Nhưng mà con sợ mật ong ở ngoài chợ không có ngon. Với lại con đâu có tiền đâu mà mua. Mày lo tao mất ngủ thiệt hả? Dạ,
Tại vì mỗi khi con thấy cậu ba mất ngủ, cậu ba mệt dữ lắm. Con thấy cậu ba cứ lăn qua trở lại trên giường hoài à. Thôi được rồi, nể tình mày leo cây phá tổ ông, tao lấy cho mày ông. Đây. Dạ. Cậu ba, cậu ba nhớ uống nghe. Hả? Cậu ba nhớ uống á. Từ đó tới giờ mày là đứa gia đình đầu tiên bắt tao nghe lời đó. Dạ. Còn dạ cái gì nữa? Cái tiếp format hôm trước tao cho đâu? Sao ông sức lên để nó sưng vậy? Dạ, con cho anh lũ rồi. Thuốc tao cho mày, mày đi cho thằng lũ hả? Dạ, tại vì anh lũ á, ảnh đi bắt cào cào cho Sáu ăn, ảnh bị đạp miễn chai. Con tội nghiệp cho nên là con cho ảnh sức rồi. Nhưng mà cái thuốc đó tao. Dạ. Tức chết đi được. Cậu ba đừng có tức, con không có sao hết á. Hồi đó giờ con bị ông chích hoài à, ông sắt nè, ông lỗ nè, con còn không sợ. Huống chi á là mấy con ông mật, ông ruồi này. Cậu ba, con á đã xếp đồ theo từng ô rồi, mỗi ngày một ô. Một ô á là gồm 3 bộ. Một bộ á để cậu đi sớm nè, một bộ đi giường nè, với một bộ đi ngủ. Cậu ba nhớ thứ tự nghe. Bây giờ con cất vô tủ cho cậu ba, cậu ba cứ y như vậy mà mặc nghe. Cậu ba nhớ nghe. Không nhớ. Mày đi rồi, tao kêu cô Hiểm vô hầu. Dạ. Vậy bây giờ cậu ba buồn ngủ chưa? Con có chuẩn bị mấy bài mùi thiệt mùi để con hát ru cho cậu ba ngủ nghe. Không cần. Mày đi ra khỏi phòng tao. Sao vậy cậu ba? Tự nhiên cậu ba quạo với tao. Tao kêu mày đi ra khỏi phòng tao là đi liền. Không đi tao đánh chết bây giờ. Nhưng mà con chưa có xếp đồ vô tủ. Để đó cho tao. Dạ. Vậy mà còn đi tưới bụi lại nữa. Khùng. Nè mọi người, đúng á là con người ta có số thiệt ha, không tin cũng không được. Đúng rồi đó. Bây giờ mày mới tin đó hả? Chứ tao tin lâu rồi. Bà ngoại tao nói á, ai mà số sướng á, cho dù có đi ở đợ đi nữa cũng sướng như thường à. Còn mà số khổ á, thì cho dù ngồi trên đống vàng cũng khổ như thường à. Nè, mới sáng sớm không lo làm mà lo nhiều chuyện rồi. Có tin là tao mét mợ hai không hả? Chị Hiểm, chị đừng có mét mợ hai. Tụi em chỉ mới nói có dăm ba câu thôi mà, chứ đâu có làm biến đâu chị. Mà từ nãy giờ tụi bay nói gì vậy? Em nói chị Bình đó, số chị để bọc đều, đi ở đợi mà sướng muốn chết luôn vậy đó. Sướng là sướng sao? Thì đó, chị Hiểm nghĩ đi, trong cái đám gia đình tụi mình á, cứ nghĩ á, hầu cậu ba là khổ sở lắm, không bị cậu chửi thì cũng bị cậu đánh đập cho bầm dập, mà chị Bình có bị gì đâu. Không những vậy á nha, mà cậu còn binh chị Bình, không cho ai đụng đến chị. À, em mới thấy cậu cho chị 2 sắp giải đẹp ơi là đẹp luôn á. Cái gì? Cho 2 sắp giải đẹp nữa hả? Ừ. Xạo mày. Không tin á thì chị đi hỏi dì Bảy đi. Mấy đêm nay á, đêm nào em cũng thấy dì ngồi cặm cụi may áo cho chị hết á, mà bằng lụa Tân Châu đẹp lắm. Bây giờ nó còn đi theo cậu hai xuống Cà Mau để thu lúa ruộng, vì không phải sướng còn gì. Sướng cái gì mà sướng? Nó xuống dưới đó nó cũng phải hầu hạ cậu mợ hai, nấu cơm giặt giũ với bọn gia đình nữa, chứ sướng cái gì mà sướng. Trời ơi chị ơi, cực có chút xíu à mà còn được đi chơi. Còn như tụi mình á, ru rú suốt ngày ở trong nhà, biết chừng nào mới được đi đây đi đó. Đúng rồi đó chị. Tụi bay á, khỏi phải ganh tị nữa đi. Số con Bình á, sắp hết sướng rồi. Ủa, sao vậy chị? Dạ, mợ hai yên tâm, con nhất định á, ghi nhớ những lời mợ hai đã dặn. Tao cũng muốn ở nhà cho sướng thân tao, mà ngặt nổi á, mùa màng thất bát. Để cậu hai mày đi thu á,
Thế nào đám tá điền đó cũng năn nỉ ỉ ôi, xin khất nợ. Dạ đúng đúng rồi đó. Bản tính của cậu hai xưa giờ hiền lành tốt bụng, mà năm nào đi thu lúa về bà cũng la, là vì không có đủ con số. Chỉ có mà hai đi là không có đứa nào dám ỉ ôi năn nỉ xin khất hết trơn á. Khất mà được với tao à. À mà quên, mày qua đây. Mày nghe tao dặn kỹ. Dạ. Ở nhà phải cố gắng hết sức lấy lòng cậu ba. Mày á, nhìn con Bình á mà bắt chước. Dạ, cái này á mợ hai yên tâm đi. Sở thích của cậu ba con thuộc nằm lòng hết trơn à. Nhất định á là con sẽ làm cho cậu ba mê con. Cái gì? Dạ không, ý con nói là nhất định con sẽ làm cho cậu ba vừa lòng. Cho cậu ba thấy con giỏi hơn con Bình. Mày đó, ở nhà chăm sóc cậu ba cho tốt. Nếu mày làm được á thì khi về ta sẽ thưởng hậu cho. Dạ dạ. Dạ. Nhớ quan sát theo dõi kỹ lưỡng từng lời nói hành động của cậu ba với má chồng tao nghe chưa? Sao mình phải làm vậy hả mợ? Mày là phận tôi tớ, tao biểu sao thì làm vậy đi. Hỏi nhiều quá. Dạ con biết rồi, con biết rồi. Chị Hiểm. Ủa sao tự nhiên đang nói chuyện chị ngồi mơ màng cười tủm tỉm mình vậy? Mơ màng gì? Tủm tỉm gì? Tụi bay lo làm đi, mai mốt tao làm mợ ba một cái hả? Đứa nào không nghe lời tao cắt lưỡi tao lột da. Sao? Dạ cậu ba. Dạ cậu ba. Tôi nghe đứa nào nói là đòi làm vợ tao hả? Dạ cậu ba, chị Hiểm á cậu ba. Dạ cậu ba, con không có nói gì hết á. Cậu ba nghe lộn rồi. Nghe lộn? Ý mày nói là lỗ tai tao có vấn đề đó hả? Dạ không, không phải, ý con không phải vậy. Không phải thì mày cũng đứng đó giả 30 cái dùng miệng cho tao. Dạ cậu ba. Dạ con giả liền. Con kia. Dạ. Mày đứng đây đếm đủ cho tao nha. Dạ. Nó mà giả thiếu cái nào là mày bù cái đó cho tao đó. Dạ. Con mày. Dạ. Đi kêu con Bình vô đây tao biểu. Sáng sớm đi đâu không lo nước cho tao rửa mặt gì hết đó. Dạ cậu ba. Con Bình nó đi theo cậu mợ hai đi thâu lúa ruộng rồi. Giờ nhiệm vụ mà lấy nước rửa mặt cho cậu ba là con làm á. Để con đi pha nước cho cậu ba. Tao không mượn. Mày đứng đây giả 30 cái vô miệng cho tao. Dạ. Đoạn hết lên rồi. Đi cũng không thèm thưa gửi một tiếng. Lần này mày về á nhất định biết tại tao. Chị Hiểm, cậu biểu á em không có dám cãi. Bộ mày tưởng tao dám cãi chắc? Không cãi thì chị làm đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Đủ rồi. Trăng lô gì mới đám mây đôi ta cách trở. Đôi ta cánh trở vì dây tơ hồng. Sông bao nhiêu nước cũng vừa, trải bao nhiêu giờ. Trải bao nhiêu giờ cũng chưa vừa lòng. Dạ. Dạ.
cậu hai? Không lo đi ngủ đi, sáng mai lấy sức đâu mà làm việc. Dạ cậu hai, con hò lớn quá làm mất giấc ngủ của cậu hai hả? Con xin lỗi, tại con buồn quá. Để con đi ngủ liền. Ờ nè. Dạ. Tôi chưa có ngủ đâu. Mà ở chung nhà lâu như vậy, tới bây giờ tôi mới biết bình hò hay như vậy. Giọng hò này nếu được đào tạo bài bản thì có thể đi hát được đó. Dạ, cậu hai ghẹo con, chứ con mà hay cái nổi gì. Chỉ là buồn quá nên con hò mấy câu cho vui thôi mà. Không, tôi nói thiệt. Mà Bình có buồn ngủ chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi. Dạ. Dạ, nếu mà cậu hai muốn hỏi á thì cho dù có buồn ngủ con cũng sẽ trả lời mà. Nhưng mà bây giờ con chưa có buồn ngủ. Lúc nãy tôi nghe Bình nói là buồn quá cho nên hò mấy câu. Mà Bình buồn chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không? Dạ, con cũng không biết nữa. Một nửa thì giống như là nhớ nhà, mà cũng không phải nhớ nhà. Dạ, trong bụng con cứ nao nao, không yên tâm chút nào hết. Con thấy lo đủ thứ hết á. Ờ, tuy là nhớ bâng quơ, nhưng cũng có những cái hiện ra cụ thể chứ, đúng không? Dạ phải. Hình như con lo nhiều nhất á là chuyện của cậu ba á. Tại vì đêm nào cậu ba cũng nghe con hát ru. Nay con đi rồi, con sợ cậu ba ngủ không được. À, thì ra là thuốc ngủ mà Khải Duy nói với tôi á là giọng hát ru này. Dạ, cậu ba dặn con giấu, nên á cậu hai đừng có nói gì cho cậu ba nghe nha. Cậu ba rầy con chết luôn á. Rồi, tôi hứa sẽ không nói lại đâu. Còn gì nữa, nói tiếp đi. Dạ, trước khi con đi á, con có lấy cho cậu ba chai mật ong. Con có dặn cậu ba là tối phải pha nước ấm uống, nhưng mà con sợ cậu ba làm biếng không có pha uống. Rồi con lo mấy bụi bông lài, không ai tưới, để chết khô luôn. Hình như những lo lắng của Bình nãy giờ đều liên quan tới Khải Duy. Con cũng không biết làm sao vậy nữa. Ờ, Khải Duy trong nhà, ra đường đều không được lòng người. Ai cũng ghét, cũng oán hận vì sự hà khắc và độc ác của nó. Mọi người hiểu lầm cậu ba rồi. Thật ra cậu ba không phải là người độc ác đâu. Cậu ba rất công tâm, tuy là có hơi dữ một chút, nhưng mà con thấy cái hung dữ của cậu ba rất là đúng người đúng tội. Con cũng bị cậu ba đánh mấy lần luôn á, nhưng mà con không có ghét cậu ba. Cậu ba rất là biết thương người nghèo. Con bị mợ hai đánh, cậu ba còn cho con thuốc sức nữa đó. Cậu hai biết không, áo của con rách nè, cậu ba mua cho con 2 cái luôn. Cậu hai thấy không, có ai được như cậu ba đâu. Cái gì cho thuốc, rồi còn cho giải mai áo nữa hả? Nè, cậu hai coi nè, áo này á là do cậu ba mua cho con á. Đúng là hơn cả những gì ta tưởng tượng. Dạ phải. Ngay cả con á cũng không dám tưởng tượng là cậu ba tốt với con vậy luôn á. Mà nói chuyện với cậu hai nãy giờ á, tự nhiên con nhớ cậu ba quá trời luôn. Một cô gái trong sáng hồn nhiên như vậy, Khải Duy mềm lòng cũng là lẽ thường tình. Giờ này ở nhà hẳn em cũng đang nhớ thì Bình lắm, đúng không Duy?